Chính quyền các xã phường khu dân cư trên địa bàn thành phố Lào Cai đang đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho nhân dân. Tại khu dân cư Lê Khôi, phường Lào Cai, người dân được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố thông tin về tình hình cháy nổ trên cả nước và tại Lào Cai, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện, bếp ga an toàn trong gia đình, các thao tác sử dụng bình chữa cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố về cháy nổ và thực hành phòng cháy chữa cháy tại phường kim tân việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy được lồng gắn với hội nghị tuyên vận trong đó tập trung vào nguyên nhân cách xử lý khi có cháy qua đó nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình huống khi không may xảy ra sự cố cháy nổ tại cơ sở